sao? Kết thúc thắng lợi hả? Sao? Không sao hả? Không sao hả? Thấy chưa, thành phố không một bóng người. Tôi thấy đông vô kể. Đâu? Trong sân vận động á. À. Chú ý, chú ý. Anh em binh sĩ, sau khi nộp vũ khí và làm thủ tục, sẽ được trở về quê làm ăn sinh sống theo chính sách khoan hồng của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Đồng chí bao việc về đến đây phải không? Báo cáo, mời tổ trưởng vào. À, chúc mừng thắng lợi của các anh. Thực tế
Con chơi nhiều chưa? Bà chơi thêm đây. Chị vô, bà đi qua chị chùm nha. Chị vô. Hay như tụi bà. Giờ này vẫn chưa thấy đại đội trưởng về. Cậu lạ gì ông Cửu Long, ham đánh số 1 mà. Ủa, đại đội trưởng về kìa. Đại đội trưởng đi tắm đi, lại có lệnh tiến quân nữa đó. Hút chung nha, còn một điếu thôi. Thank you.
đền, không được nổ súng vào đền nha, không được nổ súng vào đền, nghe rõ, phải bảo vệ di tích cho quá, không được bắn. Bà Nên Tâu. Bà Nên Tâu. Dear. Complete. Dear. Ông Phật say complete. Bỏ tăng.